2, 3, 4. Cái bot mà gần cũng không hơn được bao nhiêu đam nên là gì được anh kéo ra xa luôn. Phải tránh những mặt. Ai hơn được miếng nào đâu. Anh xin kill AoE liên tục, phải tránh liên tục ấy. À nãy thiếu có 50.000 đam thôi đó. 50.000 đam là có chết người, Cái một ông kiếm cứ hướng tâm. mạc bot đấy, ông con đùng về. Cái chữ có một cái chiêu đó hướng mạc bot là chú ý né thôi. Tận hai người cơ mà. Một cái kiếm tâm mất một đam. Thôi kéo đi, không chết người là được. Điểm danh ấy. Xong đổi thanh luôn rồi xuống. Đánh xong đã. Điểm danh nó tìm Danh mày. người ấy. Hàng mạc. What? Giang kìa, đang đứng trước mặt bốt kìa. Mọc tương y của chân kìa. Máu tanh, máu tanh, máu tanh. Nó chỉ đi đâu. Quái. Đang qua đam quái, đừng đam bốt nữa. Gì nổ vậy? Kêu từ con bốt rồi mà. Đập vào tanh. Đang một người kìa. Đang này một tương y. Kìa bỏ phát cần tiêu gì kìa, cho chết quái luôn. Tí nữa hồi vừa kịp. Quái này ai rồi mẹ, tiêu thôi chứ quái ba được nha. Oh, để đấu cửa, đấu cửa, đấu cửa. Về giữa ấy. Bấm dữ quá nha, thành dữ. Ừ. Chạy hướng mặt thôi nhá, có ba là hướng mặt đấy. Hai này. Ba này. Đánh quái nha, đánh quái nha. Chuẩn bị điểm danh tất tiên. Ở ngoài bật từ đàn thương đi bật nhá. Có tách ở vị trí cũ. Ê, cái này giải được đúng không? Ừ, giải đi, giải giải đi. Được, Giải, giải được, giải không chạy ra xong giải chạy đi, giải chạy liền á. Hai không cần bật xong. đàn thương, chỉ cần bật giải không chạy ra thôi. Làm thương với cả cái giải của con ngự kiếm là một. À nha. Cái giải cũng giảm thương cũng giải được luôn nhá. Cái giải giảm thương miễn khống luôn đấy. Quái hợp này đang mốt yếu vậy. Năm quái mà sao liên quan thì đang mốt là tiến. Ôi không, tí nữa mới biết chứ. Ông mốt là nhìn anh ở trường ơi. Người tắm, người tắm nè. Đang nhìn anh ấy. Cứu hàng. Cứu hàng quái. Bị choáng. Ra cái sai rồi. Ông quái ba không? Đã chiêu rác đánh bot nha. Tí team ôm vào gần bot tí nha để bút đam cho. Đừng xa quá. Em tiêu mà đánh bot. Chuẩn bị vào kiếm tâm này. Đó. Về đám bot này, ôm ôm gần bot tí. Đây về đây. Ôi, đâm bốt, đâm bốt rồi. Gần bốt tí để bút đam nào. Âm chung với nhau nào, âm chung với nhau nào để không? Để ăn câu. Mười bảy, 48 là đẹp nha. Bắn không kẹt. Người đỡ cầu một mình nha, anh hay anh hỗ trợ đang. Phải có cái chạm vô mếu nữa.
Vâng đã. Đang xuống tầm 45% là đẹp. Lúc đấy đẹp 45% đấy. Không, nãy có 49 à. Nãy 49. 9 nhưng mà sau kiểu như là lúc ở bốp rồi nó thương 50% mình đang được tiếp ấy, trước khi ra quái. Tầm 45 là được. Này khúc này là nhanh hơn hồi nãy nè. Tiếp này. Ra nó tiếp được thêm được khoảng 30 giây nữa đấy. Đường đâu xa đấy. Đang đứng trước mặt bốt kìa, sao ông Thiên Cang lại thích đứng trước mặt bốt thế nhở? Ê, tí nữa, đoạn, làm thằng. Bấm xem đủ luôn đi bố. Ờ, ra quá. Một cái skill nữa, lại một cái skill nữa mới được. Định nhanh đặt tiền. Skill này anh đổi này. Tí nữa còn quái ba mình đâm chậm một tí là mình hồi cái kiếm tâm ấy. Đúng không? Không cần đâu anh ơi, không cần đâu. Không cần đâu. Kìa, đưa ra. Tìm kìa, đưa ra kìa. Sao Giang cứ mà nấu đi Giang? Chưa mặt bốt đâu. Ờ, cũng 5% rồi nè. Tăng tí đây. Quá sữa đây. Quay rồi. Hứng mặt bốt nha luôn đấy à, ba hứng mặt. Cái thi đó ấy. Đúng nhờ, tránh tiếp này, tránh nhân cuối này. Có kéo được cái gần quái không? Tôn tim, hơi kéo làm gì cho tí nữa ao nha, gặp mồm, lại phải tránh. Bị điểm danh mọi người ấy. Ra, đu ra, đu ra, chạy. Bút ra cho con quái đấy. Hết giải, hết giải rồi. Đi mình hai lần liên tục giải mà nữa. Bốn mươi bốn mấy tầng rồi, để đổi luôn. Anh đổi cho, anh đổi cho luôn rồi. Anh đổi luôn rồi, bốn bốn dữ quá nha. Công ty bạn có một giải thôi. Ủa. Có gian chân thì bật lên nhá. Ai ra đách tim anh cũng ra bút máu. Quái. Một lần, hai lần. Mà. Bị nhảy vào tanh phát này. Tiến kìa. Đây con quái thứ mấy nhờ? Ba rồi. Thứ nhất. Quái thứ mấy? Ba thứ nhỉ? Con này con thứ ba nè. Quái ra thì đừng có xài công ty nha, giữ lại kiếm tâm, rồi giữ lại cái hình tiêu tí dùng năm. Kiếm tâm xài hết hồi kịp rồi. Lấy mật lần. Hai lần. Vậy. Ba lần. Chóng cả tim. Ảnh thường thôi, đừng con tiêu nha mấy má. Có câu giờ xài kiếm tâm không? Không, đánh luôn. Không, đánh luôn. Cho con quả này thì cũng sắp hồi rồi, con thời gian đang bớt tận là 1 phút cơ mà. Đó mà. Chuẩn bị đâm bốt này. Bốt này ôm gần nha. Ôm lại, ôm sát rồi, ôm sát rồi. Để con bút đam. Có 15% thôi đấy. Chuẩn bị hồi kiếm tâm nha, ai bật luôn nha. Luôn. Kuro. Chưa, nha. Chưa cũng đau, chưa cũng đau. 2, 1 rồi bật, Kuro bật. Kiếm tâm lên kìa. Kiếm tâm. Điểm tiêu một tấm hả? Rồi, được rồi. Điểm tiêu rồi. Tài hoa. Đây là đủ đam rồi. Chỉ cần hẹn chết thôi
Hoa nhờ. Anh nhắn lại cho mày gì? Anh là Hàn, anh ao mẹ tìm này rồi. Dạy lắm luôn, dạy lắm luôn. Đoàn, xong, xong, rồi, xong, rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong bot rồi. Đoàn, diệt đoàn. Xong rồi hả? Có dễ không? Còn dài như được đâu. Ủa gì đó, gì đó. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đánh, đánh nốt con bot. Thế rồi, đừng hơn. Đoạn này chắc để NPC đánh. Ô, Trương chết mẹ rồi này. Ơ. Ô, ô. Ủa gì đó, gì đó. Nó đập người ta chết này. Ơ. Ơ. Nó phải xong rồi chứ nhờ. Oh, what the fuck luôn. Để hiểu kiểu gì luôn. Không có đồ. Không được đồ. Cái gì ta, nhưng mình lại có đồ ta, chuẩn luôn. Ồ, yeah. Đồ luôn. 200 tiền. Từ xem có ông nào cùng phái giao dịch thử thế nào. Cái gì? Phải gì?